Tối ngày 16 tháng 11, câu lạc bộ Pau bất ngờ thông báo họ quyết định cho phép tiền vệ Nguyễn Quang Hải về nước tham dự AFF Cup năm 2022, đúng như lời đề nghị của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo. Theo đó, động lực mạnh mẽ của Quang Hải và mong muốn của Pau FC trong việc hỗ trợ cầu thủ khoác áo số 19 phát triển lâu dài là những điểm mấu chốt khiến đội bóng nước Pháp đồng ý nhả người. Ngay khi quyết định trên được đưa ra, huấn luyện viên Didier Tholot đã có những lời chia sẻ với truyền thông. Ông tiết lộ, hiện tại Quang Hải không có nhiều thời gian thi đấu trong màu áo Pau FC. Dẫu vậy, tôi vẫn tin tưởng vào phẩm chất của cậu ấy. Những gì Quang Hải mang đến cho đội bóng thật đặc biệt, cậu ấy có thể giúp cho chúng tôi đạt được mục tiêu của mình. Chính vì thế, chúng tôi muốn cậu ấy được chơi đầy đủ các trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều này sẽ giúp cậu ấy trở lại mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng tại Pau FC trong nửa sau mùa giải. Ngoài việc coi trọng tinh thần tập thể, tôi cũng rất quan tâm đến cá nhân cầu thủ. AFF Cup năm 2022 là giải đấu quan trọng với Quang Hải cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Quang Hải chuyển đến Pau FC vào cuối tháng 6. Ở thời điểm đó, bản hợp đồng của cầu thủ quê Đông Anh với câu lạc bộ Pau thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông trong nước lẫn quốc tế. Thậm chí, Quang Hải được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong lần xuất ngoại này. Sau 10 lần ra sân với 244 phút thi đấu, Quang Hải đã có một pha lập công cho Pau FC. Tuy vậy, kể từ khi huấn luyện viên Didier Thotnot chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ sang sơ đồ 5-3-2, Quang Hải không còn chỗ đứng. Dấu ấn của cầu thủ khoác áo số 19 khá nhạt nhòa. Trong hai trận gần nhất của câu lạc bộ Pau, anh không ra sân phút nào. Những trận trước đó, số phút thi đấu của Quang Hải khá ít ỏi. Tiền vệ sinh năm 1997 bị tờ La République des Sprints của Pháp xếp vào nhóm cầu thủ tệ nhất của Pau FC. AFF Cup năm 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023. Nếu tuyển Việt Nam vào chung kết, Quang Hải sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu của Pau FC tại Leader. Giải đấu sẽ trở lại từ ngày 27 tháng 12 sau khi nhường chỗ cho World Cup năm 2022. Thời điểm này, tuyển Việt Nam đã thi đấu 2 trận. Trước đó, trong lần về nước tham dự giải giao hữu Tứ Hùng, Quang Hải bày tỏ nguyện vọng được thi đấu ở AFF Cup năm 2022. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông đặt mục tiêu cùng các học trò giành chức vô địch để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam và tri ân khán giả trước khi chính thức chia tay. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải đã thể hiện được tầm quan trọng trong đội hình và lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Anh để lại nhiều dấu ấn, đóng góp công không nhỏ trong những thành tích của bóng đá nước nhà. Với mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup năm 2022, nhà cầm quân người Hàn Quốc rất mong có sự phục vụ của Quang Hải ở giải đấu này. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc từng thúc giục VFF làm việc với Pau FC để có thể đưa Quang Hải về thi đấu. Sự trở lại của tiền vệ sinh năm 1997 đúng với ý nguyện của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Quang Hải sẽ cùng Pau FC thi đấu ở Cúp Quốc gia Pháp vào ngày 20 tháng 11. Dự kiến ngày 15 tháng 12, Quang Hải trở về Việt Nam hội quân cùng đồng đội chuẩn bị cho AFF Cup năm 2022. Người hâm mộ đang rất chờ đợi màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1997